Xin chào quý vị đã đến với Bình An Tử Vi. Khi xem video này, chắc hẳn quý vị đang quan tâm tới cuộc sống, vận mệnh, tương lai của mình như thế nào đúng không? Hãy cùng với Bình An Tử Vi tìm hiểu về tử vi trọn đời để biết cuộc sống, tình cảm, công danh, tài lộc như thế nào nhé. Thông tin chung về tuổi Mậu Thân năm 1968 nam mạng. Tuổi Mậu Thân là những người sinh năm 1968 và nam mạng thuộc cùng là cùng khôn và có mệnh là đại trạch thổ, và có xương là xương con khỉ, và có tướng tình là tướng con lạc đà, và nam mạng thì được Phật bà Quan Âm độ mạng. Tiếp theo, coi tử vi chọn đời năm 1968 nam mạng qua thơ. Đoán xem số mạng tuổi này, số cùng với mạng lắm lần gian truân, thìn tuất xỉu mùi sinh thai, tị ngọ 6 tháng đặng mài thành nhàn, số người cốt nhục không hòa, tự tay lập nghiệp mà nên cửa nhà, tuổi nhỏ chết hụt đôi lần, không thì bệnh tật khổ thân sau này. Đầu tiên có của chẳng an, nhà cửa nhiều lớp dã tàn đổi đời, tuổi nhỏ cực trí lao tâm, trở về lớn tuổi mới mong thanh nhàn, số người lại có biệt tài, làm ăn nên của bằng bàn tay không. Tiếp theo, cuộc sống của nam mạng tuổi Mậu Thân năm 1968. Bình An Tử Vi cho rằng tuổi Mậu Thân nam mạng từ khi còn trẻ thì cuộc sống không được thuận lợi cho lắm, và khi bước vào trung vận thì mọi sự được tốt đẹp hơn, và đến hậu vận thì được thảnh thơi và hưởng phúc, nhưng vẫn còn nhiều phiền muộn, và tiền bạc luôn đủ đầy và không bao giờ phải lo nghĩ về vấn đề này. Và những người này thì có số hưởng thọ trung bình từ 72 tuổi cho đến 81 tuổi là mức tối đa. Tiếp theo là về đường tình duyên của nam mạng tuổi Mậu Thân năm 1968. Chuyện nhân duyên của nam mạng tuổi Mậu Thân, Bình An Tử Vi sẽ chia ra thành 3 trường hợp như sau. Thứ nhất là những người sinh ra vào các tháng 4, tháng 8, tháng 9 và tháng 12 theo âm lịch thì có thể sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới tìm được bến bờ hạnh phúc cuối cùng của cuộc đời mình. Thứ hai, nếu như sinh ra vào các tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 5 và tháng 10 theo lịch âm thì tình duyên sẽ phải trải qua 2 lần thay đổi thì mới tìm được bến đỗ cuối cùng của cuộc đời. Và cuối cùng là còn những nam mạng Mậu Thân được hạ sinh ra vào các tháng 6, 7 và 11 âm lịch là những người may mắn nhất, và họ không phải trải qua bất cứ sự thay đổi nào trong chuyện tình duyên mà sẽ chung sống hạnh phúc cùng với ý trung nhân duy nhất của cuộc đời mình. Tiếp theo, gia đạo và công danh của nam mạng tuổi Mậu Thân năm 1968. Gia đạo của nam mạng tuổi Mậu Thân từ khi còn nhỏ thì có nhiều rối rắm, tuy nhiên thì khi lớn lên thì sẽ được êm ấm và yên vui. Và đường công danh của nam mạng tuổi Mậu Thân thì không vượt qua được mức khá, còn từ tuổi 36 trở đi thì sự nghiệp ngày càng bền vững và tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh và không bao giờ phải lo nghĩ. Như vậy, quý bạn đã có thêm góc nhìn về cuộc sống, tình yêu, gia đạo của mình rồi đúng không? Giờ mời quý bạn hãy cùng tìm hiểu về tuổi hợp làm ăn, tuổi hợp nên duyên vợ chồng và diễn biến cuộc đời mình từ năm 20 tới ngoài 60 tuổi nhé! Tiếp theo là tuổi hợp để làm ăn với nam mạng tuổi Mậu Thân năm 1968. Bình An Tử Vi cho rằng thì tuổi Mậu Thân nam mạng thì nên lựa chọn những người hợp tuổi với mình về đường tài lộc là các tuổi Kỷ Dậu, Quý Sửu, Ất Mão để cộng tác trong công việc. Và nếu hợp tác với 3 tuổi này thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ và thuận lợi, và gặp nhiều điều may mắn và thu về nhiều lợi nhuận. Tiếp theo, chọn lựa tuổi vợ hợp tuổi với nam mạng tuổi Mậu Thân năm 1968. Thứ nhất thì muốn vợ chồng chung sống hạnh phúc viên mãn và tiền bạc dư giả và công danh, tiền đồ mở rộng và sáng lạn thì nam mạng tuổi Mậu Thân thì nên lựa chọn kết hôn với những người hợp với tuổi của mình cả về đường tình duyên và tài lộc. Đó là các tuổi Kỷ Dậu, Quý Sửu, Ất Mão, Đinh Tỵ, Đinh Mùi và Ất Tỵ. Thứ hai là vợ chồng vẫn mặn nồng và tình cảm, nhưng cuộc sống chỉ dừng ở mức bình thường và khi bạn kết duyên với các tuổi Canh Tuất, Nhâm Tý, Bính Tý và Bính Ngọ. Thứ ba, nếu cuộc sống sẽ gặp nhiều vất vả khi nam mạng Mậu Thân thì nên duyên vợ chồng với các nữ mạng tuổi Mậu Thân và Giáp Dần. Nguyên nhân là vì hai tuổi này thì không hợp với bạn cả về đường tình duyên lẫn đường tài lộc. Và cuối cùng thì nam mạng tuổi Mậu Thân sinh ra vào các tháng 1, tháng 2, tháng 4 và tháng 5 theo lịch âm thường là có số đà thề hay gặp nhiều khó khăn trong chuyện thành gia, lập thất. Tiếp theo, những tuổi đại kỵ với nam mạng tuổi Mậu Thân năm 1968. Mậu Thân nam mạng thì không nên kết duyên hay là cộng tác trong những công việc với những người tuổi xung khắc với mình, bao gồm các tuổi Tân Hợi và Quý Hợi. Và nếu kết hợp với những người tuổi này thì mọi chuyện sẽ gặp nhiều trắc trở và trở ngại và khó đạt được thành công, và dễ chuốc lấy thất bại hay là tình duyên giang dở và không được lâu dài.
và gặp tuổi đại kỵ thì mọi việc phải thận trọng và hết sức giản dị. Nếu chót lỡ yêu thương nhau rồi thì mới biết phạm tuổi đại kỵ và hai người vẫn muốn tiến tới hôn nhân thì không nên tổ chức cưới hỏi linh đình, rầm rộ, mà chỉ cần làm mâm cơm cũng gia tộc tổ tiên để được chứng giám sẽ có cơ may chung sống với nhau đến trọn đời. Và nếu tuổi đại kỵ là người thân trong gia đình thì nên thành tâm làm lễ cúng sao dài hạn hàng năm cho mỗi người, sẽ giảm bớt được xung kỵ và tránh được tai ương. Và quan trọng nhất vẫn là ăn ở hiền lành và làm nhiều việc tốt và tu nhiều phúc đức, những chuyện xấu sẽ được hóa giải. Tiếp theo, những hướng tốt và xấu với nam mạng tuổi Mậu Thân năm 1968. Đầu tiên là về hướng tốt. Thứ nhất là hướng sinh khí, tức là hướng đông bắc. Thứ hai là hướng phúc đức, tức là hướng tây bắc. Thứ ba là hướng thiên y, tức là hướng tây. Và cuối cùng là hướng phục vị, tức là hướng tây nam. Và cuối cùng là hướng xấu. Đầu tiên là hướng tuyệt mệnh, tức là hướng bắc. Thứ hai là hướng ngũ quỷ, tức là hướng đông nam. Thứ ba là hướng họa hại, tức là hướng đông. Và cuối cùng là hướng lục sát, tức là hướng nam. Tiếp theo, những màu sắc hợp và kỵ với nam mạng tuổi Mậu Thân năm 1968. Đầu tiên là về màu sắc hợp. Thứ nhất là về màu bản mệnh là màu vàng sẫm, nâu đất thuộc hành thổ. Thứ hai là về màu tương sinh là màu đỏ, cam, hồng, tím thuộc hành hỏa. Và cuối cùng là về màu kiêng kỵ là màu xanh lá cây, xanh nõn chuối hoặc thuộc hành mộc. Và cuối cùng là diễn tiến cuộc đời theo từng năm của nam mạng tuổi Mậu Thân năm 1968. Thứ nhất là từ năm 20 tuổi cho đến tuổi 25. Bạn thì có vận hạn vào năm 20 tuổi và phải hết sức thận trọng trong tất cả mọi việc, đề phòng tai ách hay là hao tốn tài của. Tuổi 21 thì cần phải chú ý nhiều hơn đến công việc và tiền tài. Sang tuổi 22 và tuổi 23 thì có chút thuận lợi nhưng cũng gặp nhiều phiền muộn. Đến tuổi 24 và tuổi 25 thì cuộc sống có nhiều lo âu và tài vận không được hành thông. Từ tuổi 26 cho đến tuổi 30 thì năm 26 tuổi thì vô cùng thuận lợi và nhiều hay đẹp. Tuổi 27 và tuổi 28 thì phải hết sức thận trọng trong mọi việc, từ cuộc sống đến tiền tài. Và đến tuổi 29 và tuổi 30 thì cần chú ý hơn đến chuyện công việc. Nói chung là 2 năm này thì không có biến cố gì lớn quan trọng xảy đến. Còn từ tuổi 31 đến tuổi 35 thì năm 31 tuổi thì tiền tài có phần dư giả. Tuổi 32 thì cần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bản thân thì gặp chút rắc rối và cần bình tĩnh sáng suốt để giải quyết mọi vấn đề, và nên thực hiện những việc vừa và nhỏ để tránh những công việc lớn sẽ thu được những thành quả đáng kinh ngạc. Tuổi 33 và tuổi 34 thì không được tốt lắm và phải quan tâm hơn đến công việc và tránh xuất hành đi xa kẻo gặp rủi ro không đáng có. Đến tuổi 35 thì cuộc sống và tiền tài thì có nhiều hay đẹp. Còn từ tuổi 36 cho đến tuổi 40 thì tài vận và cuộc sống thì được thịnh vượng, nhưng phải chú ý giữ gìn sức khỏe kẻo ốm đau và bệnh hoạn và hao tổn tiền tài vào những năm này. Còn từ tuổi 41 cho đến tuổi 45 và những năm này thì công danh và sự nghiệp thì đều gặp thuận lợi, gia đình thì hòa thuận và yên vui, và cuộc sống thì thêm phần đầy đủ và dư dả. Từ tuổi 46 cho đến tuổi 50, quãng thời gian này thì không được tốt lắm và phải quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe bản thân và đề phòng ốm đau và bệnh tật liên miên, làm tiền tài hao tổn và sinh ra phiền muộn. Còn từ tuổi 51 cho đến tuổi 56, những năm này thì bạn phải nhìn nhận và xem xét kỹ càng mọi vấn đề xảy đến và tuyệt đối không nên tin tưởng ai quá mà phó thác tiền cho họ hay là thực hiện những công việc lớn. Và quan trọng, nếu không thì sẽ thu về thua lỗ và thất bại hoặc sự phản bội, và tiền tài thì có phần yếu kém hơn vào những năm này. Và cuối cùng là từ tuổi 57 cho đến tuổi 65, những người nam mạng Mậu Thân thì sống khá thọ và được hưởng nhiều phúc phần, và vào những năm này thì sự nghiệp và tài vận thì có thể được nhiều hay đẹp bạn nhé. Cảm ơn quý bạn đã xem video tới đây. Chắc hẳn quý bạn đã có những suy nghĩ toan tính cho cuộc sống của mình rồi đúng không? Lưu ý rằng đây chỉ là những dự đoán chung cho tuổi của quý bạn và sẽ ứng biến vào cuộc sống của quý bạn ở từng thời điểm khác nhau. Nếu muốn xem tử vi chi tiết cho cá nhân, quý bạn đừng quên chia sẻ bài viết này và comment giờ, ngày, tháng, năm sinh xuống phía dưới. Bình An Tử Vi sẽ giải luận cùng quý bạn nhé! Rất hân hạnh khi nhận được comment của quý bạn ở phía dưới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý bạn ở các video tiếp theo.